Đó không ai khác chính là nữ ca sĩ Kim Phương. Thôi thì Lady First mời Kim Phương gửi lời chào đến khán giả của đài, xin mời. Kim Phương ái kính chào quý vị. Lời nói đầu tiên xin cảm ơn anh Lưu Việt Hùng và chào khán giả yêu quý của đài. Bên cạnh đó thì chúng ta có Nguyễn Hoàng Nam, Đỗ Thiên Vũ và Phan Duy Thành. Xin mời Nguyễn Hoàng Nam gửi lời chào khán giả của đài. Nguyễn Hoàng Nam rất vui mừng khi được gặp gỡ tất cả quý vị trong chương trình hôm nay và xin kính chúc quý vị một buổi tối thưởng thức ca nhạc thật nhiều niềm vui. Xin mời Phan Duy Thành. Lời đầu tiên, Duy Thành xin gửi lời chào trân trọng nhất và chúc cho tất cả quý vị có một đêm ca nhạc thật là vui vẻ. Còn bây giờ thì anh chàng đẹp trai Thiên Vũ được gửi lời chào tới tất cả quý vị đang xem đài. Quý vị thân mến, ngày hôm nay những ca sĩ đến đây đã mang đến những ca khúc thật hay phải không ạ? Hãy cùng bắt đầu với người đến từ phương xa trước đi ha. Xin chào Nguyễn Hoàng Nam. Quý vị thân mến, như Hùng đã nói thì lâu lắm rồi chúng tôi mới lại hội ngộ nhau trên sân khấu tại Mỹ. 7 năm qua trôi qua thật là nhanh, mới đó mà không gian âm nhạc của Huế Sài Gòn Hà Nội số 91 vẫn còn tràn ngập khắp mọi nơi phải không anh? Và 7 năm đã trôi qua, giờ đây anh đã trở lại và em biết là lợi hại hơn xưa đúng không? Chia sẻ một chút xíu, 7 năm qua anh đã làm những gì và đã chuẩn bị như thế nào cho cuộc trở lại của mình? Hôm nay Hoàng Nam rất là vui. Cảm ơn Lưu Việt Hùng cũng như đài đã cho Hoàng Nam có cơ hội được gặp gỡ quý vị sau 7 năm xa cách được quay lại Cali này. Và có lẽ là trong thời gian qua để mà có thể chia sẻ hết những gì mà đã trải qua thì chắc phải đến ngày mai cũng chưa hết nữa. Nhưng mà Hoàng Nam cũng xin được nói sơ qua rằng 7 năm qua lúc nào Hoàng Nam cũng mong muốn có cơ hội được quay trở lại, được hát tại đất Cali này, nơi mà có rất nhiều những người bạn thân thương mà 7 năm trước Hoàng Nam đã từng được tiếp xúc, được gặp gỡ và được nâng đỡ rất là nhiều. Và giờ đây quay lại thì khung cảnh vẫn như xưa mà không biết những người xưa đã đâu rồi. Nhưng mà thực sự thì Hoàng Nam rất là vui rằng đây là lần quay lại đầu tiên sau 7 năm thì có cơ hội được tái ngộ quý vị ngay tại trên chương trình của đài của chúng ta hôm nay với chương trình của Lưu Việt Hùng. Đó là điều Hoàng Nam vô cùng hạnh phúc và cảm ơn chương trình và Lưu Việt Hùng rất nhiều. Cảm ơn quý vị. Quý vị thân mến, nhân đây thì Hùng cũng muốn được cảm ơn anh Cao Viên Hiệp, bởi vì nhờ anh Cao Viên Hiệp đã nhắc cho Hùng biết là anh Nguyễn Hoàng Nam đã trở lại Mỹ, thành thử ra Hùng mới có cơ hội để hội ngộ với anh Nguyễn Hoàng Nam. Quý vị thân mến, như Hùng đã nói ở phần đầu của chương trình là trong 7 năm qua thì giờ đây anh Nguyễn Hoàng Nam đã chọn cho mình một dòng nhạc khác. Có lẽ rất là khó khăn khi đang từ một ca sĩ nhạc trẻ để chuyển mình hát nhạc quê hương. Có thể nói là không phải ca sĩ nào cũng dám liều mình để làm điều đó. Tuy nhiên như vừa rồi, như ca khúc mà anh đã trình bày, Hùng tin chắc hơn một lần quý vị đã cảm nhận được sự cố gắng của anh đã thành công. Chia sẻ một chút xíu động lực nào khiến anh quyết định chuyển mình qua dòng nhạc quê hương thưa anh? Vâng, thật sự thì nếu mà nói là Hoàng Nam chuyển qua dòng nhạc quê hương thì cũng không hẳn là như vậy, bởi vì thật ra thì Hoàng Nam biết, nhiều người biết Hoàng Nam đến là nhạc trẻ, nhưng mà thật ra thì cái dòng nhạc mà Hoàng Nam ưa thích từ bé lại là dòng nhạc trữ tình quê hương. Và bây giờ mới là cơ hội mình được hát đúng cái dòng nhạc mà mình ưa thích. Có thể có nhiều người xem mình hát nhạc trẻ nhiều lại nghĩ rằng là nó hát nhạc trẻ hoài à, bây giờ chắc là hát cái này là tập tành theo mọi người khác để mà hát nhạc quê hương đây. Nhưng mà Hoàng Nam cũng mong được gửi tới quý vị và tất cả quý vị khán giả là những người mà ban giám khảo mà công tâm nhất để nhận xét. Và một cái album mà Hoàng Nam sắp sửa phát hành mang tên là Về Đâu Mái Tóc Người Thương cùng với cả nữ ca sĩ Lệ Quyên vào tháng 1 năm nay thì cũng là với những bài hát mà trong đêm hôm nay Hoàng Nam gửi tới quý vị, và ước mong là quý vị sẽ nghe và đóng góp những ý kiến để cho Hoàng Nam ngày càng hoàn thiện giọng hát của mình hơn để gửi tặng tới quý vị. Và một lần nữa Hoàng Nam cũng nhân cơ hội Lưu Việt Hùng có nhắc đến anh Cao Viên Hiệp thì Hoàng Nam cảm ơn anh rất là nhiều, bởi vì cho Hoàng Nam có cơ hội giới thiệu được vô Trung tâm Tiếng Nga. Và lần này khi quay trở lại đây lần thứ hai thì cũng là anh Hiệp giới thiệu cho Hoàng Nam được cơ hội gặp gỡ quý vị và đến với chương trình của Lưu Việt Hùng này. Cảm ơn anh Cao Viên Hiệp rất nhiều. Vâng, thưa quý vị, hãy cùng ủng hộ cho Nguyễn Hoàng Nam và Lệ Quyên để chúng ta cùng tìm câu hỏi Về Đâu Mái Tóc Người Thương quý vị nhé. Kim Phương là ngày Chủ nhật, tuy nhiên quý vị thân mến, trong 4 ca sĩ ngày hôm nay thì có một ca sĩ ngay sau khi chương trình này kết thúc sẽ đến ngay với I Tango để cùng gặp gỡ trở lại những khán giả của mình sau 7 năm xa cách. Không ai khác chính là nam ca sĩ Nguyễn Hoàng Nam. Tối nay thì anh sẽ có một cái đêm nhạc để gặp gỡ trở lại với những người bạn của mình, để cùng tri ân những người đã ủng hộ anh trong suốt thời gian vừa qua. Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm thật nhiều cảm xúc. Xin mời anh chia sẻ một chút xíu về cái mini live show của mình tối nay. Vâng, cũng là một điều rất là hạnh phúc cho Hoàng Nam. Ngoài chương trình hôm nay được lên gặp gỡ quý vị lần đầu này, tối nay lại có một cái chương trình live show riêng của mình tại I Tango, cũng là do sự giúp đỡ của chị Chi Di. Có nhiều người hỏi Hoàng Nam là tại sao lại lựa chọn I Tango để mà cho cái lần 7 năm quay trở lại này. Thì Hoàng Nam cũng xin được chia sẻ là bởi vì chị Chi Di rất là thương Hoàng Nam và rất là quý và tốt với Hoàng Nam lắm. Ngày lần đầu tiên Hoàng Nam đến với Cali, chị cũng là người giúp đỡ cùng với ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung, giúp đỡ cho Hoàng Nam trong cái live show của mình. Và đêm đó có cả Lưu Việt Hùng cũng giúp đỡ Hoàng Nam nữa. Nên chính vì cái tấm chân tình đó mà Hoàng Nam quay trở về đây, không lựa chọn gì, phải đến ngay với I Tango khi biết là chị Chi Di có một cái nơi mà dành cho các bạn hữu âm nhạc, các ca sĩ đến. Thì Hoàng Nam đã lựa chọn nơi đó để mà có thể làm một cái buổi ra mắt sau 7 năm tại I Tango để cảm ơn cái tấm chân tình của chị Chi Di cũng như tất cả các anh em, anh chị em ca sĩ. Và rất mong tối nay quý vị sẽ đến vào lúc 10 giờ tối nay tại I Tango với Hoàng Nam nhé. Vâng, quý vị thân mến, chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi là Nguyễn Hoàng Nam sẽ hội ngộ và tri ân quý vị bằng một cái mini live show tại nhà hàng I Tango của nữ ca sĩ Chi Di Phương Trinh. Vâng thưa quý vị, bây giờ đây thì xin được mời trở lại sân khấu những tiếng hát tham dự chương trình ngày hôm nay. Xin được mời Nguyễn Hoàng Nam, xin được mời Đỗ Thiên Vũ và xin được mời Kim Phương cùng trở lại sân khấu với Lưu Việt Hùng. Quý vị thân mến, ngày hôm nay với chủ đề Vẫn Hát Lời Tình Yêu cùng với live show 12 của Câu Chuyện Âm Nhạc, với các ca sĩ mà Hùng đã mời được đến đây, Hùng mong rằng những bài hát đó đã thăng hoa cho sự yêu thương của tất cả quý vị. Và xin quý vị một lần nữa hãy cùng Hùng nhìn ngắm lại những gương mặt khách mời đặc biệt của Lưu Việt Hùng ngày hôm nay, và mong rằng trên con đường kế tiếp họ đi sẽ vẫn nhận được thật nhiều những sự yêu thương của quý vị. Và một lần nữa, thưa quý vị, xin được cảm ơn những lời nhắn của quý vị. Ngày hôm nay biết quý vị gọi vào nhiều lắm, tuy nhiên xin cho Hùng được xin lỗi, bởi vì có những lời nhắn mà cứ khen, các nghệ sĩ khen Hùng nhiều quá thì thật ra đọc lên đây thì cũng cảm thấy rất là sung sướng, nhưng cũng hơi có chút bối rối và e ngại. Thành thử ở đây cũng cảm ơn bác Trần khen các ca sĩ, khen ca sĩ Nguyễn Hoàng Nam, ca rất là đẹp trai, hát rất là hay. Bác ơi rảnh thì ngay sau đây mời bác đến I Tango bác nhé, để nghe Nguyễn Hoàng Nam hát trọn vẹn rất nhiều những bài hát. Quý vị sẽ thấy một Nguyễn Hoàng Nam rất đa dạng với rất nhiều những phong cách âm nhạc mà anh gửi tới quý vị buổi tối ngày hôm nay. Một bật mí nhỏ, Nguyễn Hoàng Nam hát nhạc quậy cũng hay lắm thưa quý vị. Một lần nữa xin quý vị đừng quên tối nay ngay sau khi chương trình kết thúc đến với I Tango để ủng hộ Nguyễn Hoàng Nam với live show mini của mình trở lại sau 7 năm xa cách. Bên cạnh đó ngày thứ Bảy thì đến ủng hộ cho Phan Duy Thành cũng như là Đỗ Thiên Vũ trong chương trình Đại Nhạc Hội Thâu Hình của Trung tâm Đỗ Thanh tại rạp Redondo Beach. Và ngày Chủ Nhật thì xin mời quý vị tiếp tục quay trở lại với nhà hàng I Tango để cùng ủng hộ cho đêm nhạc gây quỹ, gây quỹ để giúp cho các em nhỏ ở bên Việt Nam thưa quý vị, của nữ ca sĩ Kim Phương. Xin anh Dũng âm thanh cho em một chút music để kết thúc chương trình này ạ. Và vâng quý vị thân mến, một lần nữa xin được giới thiệu tới quý vị nam ca sĩ Phan Duy Thành, Nguyễn Hoàng Nam, Đỗ Thiên Vũ, Kim Phương. Xin được cảm ơn anh Văn, xin cảm ơn anh Hải, xin được cảm ơn anh Dũng, Mai Tiến Dũng âm thanh, và xin cảm ơn nhóm Quần Đùi Bốn Mùa ngày hôm nay, cũng như xin cảm ơn anh thư ký đã gửi vào đây những lời nhắn của khán giả yêu thương. Xin cảm ơn nữ ca sĩ Thảo Sương cũng ở đây ngày hôm nay để giúp cho Lưu Việt Hùng cho những công việc ghi chép lại những lời nhắn của quý vị. Cũng như cảm ơn những người bạn của Nguyễn Hoàng Nam cũng đã đến đây tham dự trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn quý vị thật nhiều và hẹn gặp lại quý vị vào live show Câu Chuyện Âm Nhạc tối thứ 5 tuần sau. Xin được chào tạm biệt. We love you.